Cùng với cá linh, bông điên điển cũng là sản vật mùa nước rất được người tiêu dùng ưa chuộng. Do vào đầu mùa nước, bông điên điển tự nhiên chưa nhiều, trong khi nhu cầu tiêu thụ tăng cao nên giá bông điên điển vẫn giữ ở mức cao. Cụ thể, giá bán lẻ mỗi ký bông điên điển cho người tiêu dùng tại các chợ ở vùng biên của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp khoảng 50.000 đồng một ký. Theo tiểu thương lý giải, do cá linh đã xuất hiện nên nhu cầu mua bông súng, bông điên điển tăng, trong khi số lượng bông điên điển tự nhiên chưa nhiều nên giá còn giữ ở mức cao. Bông điên điển, bông súng kết hợp với cá linh có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon, đặc trưng của vùng sông nước miền Tây.